vàng mặt trời, một trái tim máu lưu chiến ngàn nơi. Dù địa ngục hay niết bàn tình làng, tình đạo sĩ là tình yêu siêu vàng, giữa mênh mông vạn vạn ánh trăng xưa. Giữa ai đi, giữa tháng ngày mưa bão, dìu ai về giữa trăm thắng ngàn thua. Trong bão lửa tình hoa thần trên trắng, giữa hồng trần tình hoa nắng tình vui. Tình sáng sinh khi mới có luân hồi, tình đưa ai ức kiếm trở về ngôi. Cho hoa cỏ cùng biết cười rung rưng, để tâm linh sáng rực cõi luân hồi. Tình tâm linh là phép là vạn đời, tình diệu vời giữa dòng đời diệt sinh. Ta là bạn của muôn loài. Trong bữa ăn, ta gắp một miếng thịt hay một miếng rau để ăn, ta phải biết nhìn sâu để thấy rằng mọi vật đang hy sinh sự sống cho sự sống của ta. Ăn một miếng thịt hay ăn một đĩa rau là ta đang giết chết nhiều sự sống ở trong đó, hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp, và ta đang giành giật mọi sự sống khác để tô đắp sự sống cho ta. Miếng thịt bò, miếng thịt heo, miếng thịt gà ta đang gắp là tất cả loài bò, heo, gà đều là nạn nhân của ta. Không những vậy mà những ký sinh vật đang hoạt động trong miếng thịt cũng đang bị ta giành giật, và ta giết chết một con bò hay một con heo, tức là ta đã giết chết rất nhiều chúng sinh đang nương tựa vào những con bò, con heo ấy để sống. Và một miếng rau ta đã gấp cũng vậy, chúng đều là nạn nhân của ta. Ta không những giành giật sự sống của nó để tô đắp cho sự sống của ta, mà ta còn giành giật thực phẩm của trâu bò và các loài sâu bọ để ăn nữa chứ. Lại nữa, trong những cọng và lá rau, biết bao nhiêu loài sinh vật đang sinh hoạt và được che chở bởi những cọng rau và lá rau ấy. Vậy, khi ta gắp một miếng thịt hay gắp một miếng rau để ăn, ta phải hỏi, ta là ai mà lại có quyền quy giết hại nhiều sự sống để tôi đắp ra sự sống của mình? Ta gắp một miếng thịt hay một miếng rau để ăn, ta có bị muôn loài thù hận và ghét ta chăng? Và nếu ta ăn để sống mà gây thiệt hại cho nhiều loài, đem đến sự chết cho nhiều sinh vật, thì sự sống của ta có ý nghĩa gì không? Sự sống của ta được tạo nên bởi nhiều sự chết của các sinh loài, và hạnh phúc của ta đã tạo ra nhiều lo âu, sợ hãi và đau khổ của nhiều người và của nhiều sinh vật. Như vậy, sự sống và hạnh phúc của ta có chân thật không? Nên khi ta gắp một miếng thịt hay ngồi đối diện với một dĩa rau để ăn, ta hãy nhìn sâu vào những thực phẩm ấy để khỏi hổ thẹn trước khi ăn, và ta phải khởi tâm sám hối nghiệp chướng của ta và tâm biết ơn sâu sắc của ta đến với mọi người, mọi loài trước khi ăn. Ta không gắp miếng thịt hay miếng rau để ăn theo bản năng hay thú tính, hoặc đi theo khuynh hướng phóng túng và hưởng thụ, mà gắp miếng thịt hay miếng rau để ăn với tâm nguyện sớm chấm dứt điều ác trong tâm, sớm chấm dứt điều ác ở nơi những hoạt động của thân và ngữ, sớm thành tựu các phước báo không lệ thuộc ăn uống, và nguyện đem thân thể, lời nói và tâm hồn này phụng sự sự sống cho hết thảy muôn loài. Ta ăn với sự quán chiếu sâu sắc, với tâm nguyện chân thật như vậy, ta sẽ giải trừ và đoạn tận được những tội lỗi do ăn uống đem lại. Như vậy, ta sống một đời sống thật có ý nghĩa và lợi ích. Ta là bạn của muôn loài, mà không phải là kẻ thù của tất cả. Ủng hộ và chống đối. Vào 18 giờ 30 phút ngày 15 tháng 7 năm 2006, tại Thiền Thất Cây Thị, chùa Thuyền Lâm, thành phố Huế, có hai học sinh cấp 3 của Hoa Kỳ, một tên là Ngọc Trân và một là Andy, đến gặp tôi và xin hướng dẫn thiền tập. Bài thiền tập đầu tiên của tôi hướng dẫn cho họ: thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Hai em ấy thực tập cùng tôi 20 phút. Sau đó, hai em xin tôi chia sẻ thêm nhiều phương pháp thực tập thiền nữa. Andy nói, ngồi thiền con bị đau lưng, thầy có phương pháp nào giúp con thiền tập nữa không? Tôi nói, có. Nếu ngồi thiền đau lưng, thì ta thực tập thiền bằng sự đi. Nếu đi không được nữa, thì ta tập thiền đứng.
Nếu đứng không được nữa thì ta thực tập thiền bằng sự nằm. Nếu nằm mà ta không thực tập thiền được nữa thì ta thực tập thiền bằng sự lắng nghe. Nếu thiền tập bằng sự lắng nghe không được nữa thì ta thiền tập bằng lắng nhìn. Nếu lắng nhìn không được nữa thì ta thực tập thiền trong sự nói và cười. Nếu nói và cười mà ta không thực tập được nữa thì ta thực tập trong sự ăn uống, mặc áo quần, làm việc, hoặc ta thực tập thiền qua sự theo dõi và nghe những cảm giác của ta khi ta ăn uống hay tiếp xúc với mọi đối tượng. Hai em ấy rất ngạc nhiên nhìn tôi và họ cười một cách rất thoải mái, vì họ nhận ra rằng có rất nhiều phương pháp để thiền tập, để tĩnh tâm, chứ không phải chỉ có một phương pháp duy nhất là ngồi. Sau đó hai em lại hỏi tôi rằng: tại sao có nhiều người chống lại thiền sư Nhất Hạnh? Tôi hỏi: có ai thương Ngọc Trân và Andy không? Hai vị ấy trả lời: dạ có. Tôi lại hỏi: có ai ghét Ngọc Trân và Andy không? Và hai vị ấy trả lời là có. Tôi nói: thầy thấy Hòa cũng có rất nhiều người thương và cũng có rất nhiều người chống đối. Thương và ghét, ủng hộ và chống bán giữa thế giới và con người chẳng có gì làm cho ta ngạc nhiên, phải không các bạn? Khi nghe tôi nói vậy, Ngọc Trân và Andy đều cười thích thú và chào tôi tạm biệt. Khổ đau không phải là ta. Có nhiều người đã gặp những khổ đau từ đời sống, bản thân, gia đình và xã hội. Họ đã đến gặp tôi, yêu cầu tôi giúp đỡ để cho họ vượt qua tình trạng ấy. Tôi nói: mỗi khi quý vị cảm thấy khổ đau đến với quý vị từ bất cứ hướng nào, thì quý vị hãy thực tập và quán chiếu bài này. Khổ không phải là tôi, không phải là của tôi. Khổ hoàn toàn không thực, do ái, thủ mà sinh. Khi thở vào, ta tập trung tâm ý và quán chiếu khổ không phải là tôi, không phải là của tôi. Khi thở ra, ta tập trung tâm ý và quán chiếu khổ hoàn toàn không thực, do ái, thủ mà sinh. Và khi thở ra, ta tập trung tâm ý và quán chiếu khổ hoàn toàn không thực, do ái, thủ mà sinh. Nếu ta ngồi yên lắng và thực tập như vậy khoảng nửa giờ, ta sẽ có định tĩnh, những cảm giác khổ đau trong ta sẽ lắng xuống và trả lại sự sống cho tâm hồn ta. Khổ đau không có thực, chúng không có tự tính nào nhất định cho chính nó cả. Nhưng do ta cho rằng ta phải là thế này, ta phải là thế kia, nhưng thực tế không xảy ra theo ý muốn của ta, nên khổ đau sinh khởi trong ta. Như vậy, khổ đau đã không có thực thì làm gì khổ đau có thực trong ta? Nên khổ đau không phải là tôi, không phải là của tôi, chúng là sự hư huyễn không thực, do ta tham ái về cái tôi, cái của tôi mà khổ đau phát sinh. Nên ta muốn chấm dứt khổ đau, ta hãy buông bỏ ý niệm về tôi và về của tôi. Ta hãy buông bỏ ý niệm về tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, là tôi, là của tôi, thì mọi sự đau khổ của ta sẽ từ từ chấm dứt. Khổ đau hay hạnh phúc của ta không phải do tiền tài, danh vọng, sắc đẹp đem lại, mà do tâm của ta tham ái và chấp thủ đối với chúng, hay do tâm ta có chất liệu tự do và buông bỏ đối với chúng. Khổ đau đến với ta từ nhiều phía, kể cả những phía tu tập và hạnh phúc cũng đến với ta từ nhiều phía, ngay cả những phía già, bệnh và chết. Già là do vô thường, nếu không có vô thường thì làm sao ta có già, và nếu không có già thì làm sao ta có trẻ. Già hay trẻ đều là do vô thường. Vì sao ta thấy trẻ là hạnh phúc mà không thấy già là hạnh phúc? Và tại sao ta thấy già là khổ đau mà không thấy trẻ là khổ đau? Bệnh là do vô thường, nếu không có vô thường làm sao ta có bệnh? Và nếu không có vô thường thì làm sao ta có bệnh mà chữa trị bệnh? Như vậy, bệnh hay vô bệnh đều là vô thường cả. Tại sao ta chỉ thấy bệnh là khổ mà không thấy bệnh là không khổ? Hay tại sao thấy không bệnh là hạnh phúc mà thấy bệnh là không hạnh phúc? Chết là do vô thường đem lại, nếu không có vô thường làm gì ta có chết? Và không có chết thì làm gì có sống? Sống và chết của ta đều là vô thường. Vậy, tại sao sống là hạnh phúc mà chết là không hạnh phúc?
hay tại sao chỉ có chết là đau khổ mà sống là không đau khổ? Vô thường không có nội dung của khổ hay vui, của già bệnh hay chết. Vô thường là sự thật của mọi sự hiện hữu. Mọi sự hiện hữu là hiện hữu trong vô thường. Ta không nhận ra được điều đó để buông bỏ mọi hạt giống tham ái và chấp thủ đối với mọi đối tượng ở trong tâm thức ta là ta bị khổ đau. Và nếu ta nhận ra được điều đó, ta buông bỏ những điều tham ái và chấp thủ ở trong tâm thức ta, thì ngay ở trong già, bệnh, chết, ta đều có hạnh phúc. Ngay ở trong sanh mà ta không bị sanh chi phối, ngay ở trong già mà ta không bị già chi phối, ngay ở trong chết mà ta không bị chết chi phối, ngay ở trong sanh mà ta vẫn sống với bản thể vô sanh, ngay ở trong bệnh mà ta vẫn sống với bản thể vô bệnh, ở trong chết mà ta vẫn sống với bản thể bất diệt, và ngay ở trong sinh diệt mà ta tự tại giữa sinh diệt và không sinh diệt, ngay ở trong già mà ta tự tại giữa cái già và cái không già, ngay ở trong bệnh mà ta tự tại giữa cái bệnh và cái không bệnh, và ngay ở trong cái chết mà ta tự tại giữa cái chết và cái không chết. Như vậy, ta chỉ có tự do và hạnh phúc đích thực khi mọi hạt giống tham ái và chấp thủ ngã trong ta hoàn toàn vắng mặt. Khi tâm ta đã vắng mặt hoàn toàn mọi hạt giống chấp thủ và khắc ái, thì ta sống hết sức thoải mái giữa sinh và vô sinh, giữa bệnh và vô bệnh, giữa chết và không chết. Nên khổ đau không phải là ta, không phải là của ta. Phước đức cùng ta hiện hữu. Ta muốn đại tiểu tiện, ta đi tìm toilet và có toilet cho ta là ta có phước đức. Ta muốn ăn uống cái gì, ta đi tìm kiếm phẩm vật ẩm thực và phẩm vật ẩm thực có cho ta là ta có phước đức. Ta bị bệnh, ta muốn tìm thầy thuốc để chữa bệnh và có thầy thuốc cho ta là ta có phước đức. Ta muốn học hỏi, ta đi tìm thầy dạy và có thầy dạy cho ta là ta có phước đức. Ta muốn tu tập, ta đi kiếm môi trường và có môi trường cho ta là ta có phước đức. Ta muốn thở và có hơi thở cho ta là ta có phước đức. Ta muốn nói và có ngôn ngữ cho ta là ta có phước đức. Ta muốn nhìn và có cái thấy cho ta là ta có phước đức. Ta muốn nghe và có cái nghe cho ta là ta có phước đức. Ta muốn ăn và có cái ăn cho ta là ta có phước đức. Ta muốn ngửi và có cái ngửi cho ta là ta có phước đức. Ta muốn tiếp xúc và có cái tiếp xúc cho ta là ta có phước đức. Ta muốn nhận thức và có cái nhận thức cho ta là ta có phước đức. Ta muốn đi và có cái đi cho ta là ta có phước đức. Ta muốn cầm nắm và có cái cầm nắm cho ta là ta có phước đức. Ta muốn ngồi và có cái ngồi cho ta là ta có phước đức. Ta muốn nằm và có cái nằm cho ta là ta có phước đức. Ta muốn ngủ và có cái ngủ cho ta là ta có phước đức. Ta muốn từ bỏ và có cái từ bỏ cho ta là ta có phước đức. Ta muốn thương và có cái thương cho ta là ta có phước đức. Ta muốn từ bỏ cái ác và có cái ác cho ta từ bỏ là ta có phước đức. Ta muốn thực tập điều thiện và có cái thiện cho ta thực tập là ta có phước đức. Ta muốn hiếu với cha mẹ và có cha mẹ để cho ta là ta có phước đức. Ta muốn có tình cảm với vợ hay chồng hoặc con cái và có vợ hay chồng hoặc con cái để cho ta tình cảm thì ta có phước đức. Ta muốn có tình cảm với dòng họ và quê hương mà ta có dòng họ và quê hương để cho ta tình cảm là ta có phước đức. Ta muốn có tình cảm với tất cả mọi người và có mọi người để cho ta tình cảm là ta có phước đức. Ta muốn cứu giúp chúng sanh và có tất cả chúng sanh để cho ta cứu giúp là ta có phước đức. Ta muốn học hành ly dục và có các bậc ly dục cho ta học tập là ta có phước đức. Ta muốn học hạnh Bồ Tát và có các Bồ Tát cho ta học hành là ta có phước đức. Ta muốn kính lễ và học hạnh chư Phật và có chư Phật để cho ta kính lễ và học hành là ta có phước đức. Ta muốn vào địa ngục để rèn luyện tâm trí và có địa ngục cho ta là ta có phước đức. Ta muốn vào thế giới của súc sanh để chứng nghiệm sự ngu dốt của loài súc sanh. Điền có thế giới súc sanh cho ta
là ta có phước đức. Ta muốn vào thế giới của Atula để chứng nghiệm sự đam mê quyền lực và hận thù. Có thế giới ấy cho ta là ta có hạnh phúc. Ta muốn sống nhân từ trong nhân loại và có nhân loại để cho ta nhân từ là ta có phước đức. Ta muốn sống bằng thiện nghiệp của chư thiên và có chư thiên thiện nghiệp cho ta là ta có phước đức. Vậy hết thảy phước đức đối với ta, ta đã có, đang có và sẽ có. Cái đã có ta nỗ lực duy trì không để rơi mất. Đối với cái đang có, ta không những nỗ lực duy trì mà còn làm cho nó thăng tiến không gián đoạn. Và với những điều phước đức mà ta chưa có, ta nỗ lực làm cho nó sinh khởi qua nhân và duyên. Nhân duyên làm cho phước đức của ta chưa sinh sẽ sinh, đang có sẽ tăng trưởng, đã có không bị rơi mất. Nhân duyên tốt đó là tam bảo, là thầy hiền bạn tốt, là môi trường thích ứng với các điều thiện. Phước đức của ta phát sinh là do ta biết sống với tất cả mọi người, mọi loài và muôn vật bằng tất cả tấm lòng. Ta phải biết thận trọng lời nói mỗi khi hành xử, phải biết giữ gìn hành động mỗi khi tiếp xúc để không gây thiệt hại sự sống giữa ta và muôn loài. Ta phải biết khiêm tốn và cảm ơn sâu sắc những hạt cát và cọng rau vì tất cả đang giúp ta làm nên sự sống nhiệm màu. Hạnh phúc là ta. Lòng tham, sự căm tức và chất liệu mù quáng ở trong lòng ta đã phá hỏng nhân cách của ta và làm cho ta không bao giờ có hạnh phúc. Ta tham đối với bất cứ cái gì thì ta sẽ bị cái đó làm cho ta mất chủ quyền và không có tự do. Ta hờn giận ai là ta mất nhân cách đối với người ấy và ta khổ đau trước khi người ấy đau khổ. Ta mù quáng đối với cái gì thì ta không thấy rõ tự thân của cái ấy và ta cũng đánh mất luôn chính ta. Như vậy, nhân cách, hạnh phúc và sự tự do của ta chỉ thành tựu khi nào trong đời sống của ta và trong mỗi hành động của ta không bị điều động bởi lòng tham, bởi sự giận hờn, bởi sự mù quáng. Ta không cần phải đi tìm hạnh phúc ở bất cứ nơi nào, mà ta chỉ cần dừng lại lòng tham, sự giận hờn và tính mù quáng trong ta là tức khắc hạnh phúc sinh khởi trong ta. Ta là hạnh phúc và hạnh phúc là ta. Vượt khỏi đói nghèo. Cha ta nghèo cho ta đi giúp việc với người. Ta phải biết chọn người giàu có hơn ta để giúp việc. Phần nhiều người giàu ít ai thương nghèo, nhưng phần nhiều người nghèo lại trọng người giàu và giúp cho người giàu, nên người giàu mới giàu. Và người giàu là người có nhiều cơ hội tạo ra nhiều tội lỗi với người nghèo. Người nào giàu có do tu nhân bố thí, cúng dường thì tài sản không bị chồng, vợ hay con cái phá tán, không bị nước cuốn mất, lửa thiêu cháy, giặc cướp hay bị vu oan ức hiếp chiếm đoạt. Nhưng cuộc đời của họ cũng phải buông bỏ nó. Còn người giàu có nào do thủ thuật tạo nên, do dối gạt mà thành, thì tài sản của họ không thể tồn tại lâu dài. Tài sản ấy làm hư hỏng vợ chồng, con cái, bạn bè, làm hư hỏng nhân luân gia tộc và bại liệt thanh danh. Nên tài sản đó nó có đó mà không đó. Nên ta nghèo, ta phải biết chọn người giàu để giúp đỡ. Người giàu mà biết tu nhân tích đức thì sau bữa ăn của họ ta còn thừa hưởng được, sau cái mặt của họ ta còn thừa hưởng được, sau cái ngủ của họ ta còn ngủ được, và ta còn học được từ tấm lòng chân thực của họ. Trái lại, ta đã nghèo mà đi làm đầy tớ với người giàu vô đạo, sau bữa ăn của họ chỉ còn lại chén tách ngổn ngang, sau cái mặt của họ chỉ còn lại những chiếc áo quần cũ mục, và sau cái ngủ của họ ta phải thức trắng đêm để làm việc. Bởi vậy, dù ta nghèo buộc phải đi làm đầy tớ, ta cũng phải biết chọn người để làm, thì may ra ta mới có cơ hội vượt ra khỏi đói nghèo. Xa lìa tâm điên đảo. Tâm con người không có sự chí thành thì không có việc gì do con người làm mà thành cả. Nếu có thành chăng thì sao cái thành ấy là một sự thất bại hoàn toàn. Và tâm con người đã hư thì không có việc làm gì do con người làm mà nên cả. Nếu có chăng thì sao cái nên ấy kèm theo những sự hư hỏng khủng khiếp. Vậy muốn giúp con người thành đạt
ta khuyên họ nên đem tất cả tấm lòng cho công việc và muốn cho họ sự nghiệp của họ không hỏng, ta khuyên họ cần xa lìa tâm điên đảo. Niềm vui và sự hiểu biết. Ba chú điệu đi tụng kinh xong, tôi thưởng ba chú 4 hộp da ua. Một điệu hỏi: "Thầy cho 4 hộp mà con 3 điệu làm sao mà chia?" Tôi nói: "Tùy các con." Trưa lại, tôi gọi mấy chú điệu lại hỏi: "Mấy con đã phân chia da ua cho nhau như thế nào?" Một điệu trả lời: "Ba đứa con 3 hộp, còn 1 hộp con chia cho điệu thành." Tôi nói: "Điệu thành không gieo nhân sao lại hưởng quả? Điệu thành lợi dụng nhân quả của người khác là không tốt, là tội cho điệu thành." Một điệu thưa: "Con chia 3 điệu 3 hộp, hộp còn lại con chia 3 cho 3 người đều nhau." Tôi nói: "Nếu như vậy thì quá sòng phẳng, sòng phẳng đến mức lạnh lùng và khủng khiếp." Một điệu khác nói: "Bạch thầy, thế thì phải chia như thế nào?" Tôi nói: "Điệu nào được trao trách nhiệm phân chia, điệu ấy phải chia cái tốt cho người, cái xấu cho mình, cái nhiều cho người, cái ít cho mình. Tại sao? Vì người được giao cho trách nhiệm phân chia, tự nó đã có được một danh dự rất lớn rồi, không cần phải quan tâm đến việc chia cho mình nữa. Cái tốt, cái lợi thì nhường cho người, cái thiệt hại, cái xấu thì để lại cho mình. Đó là hạnh của bậc đại nhân trong đời. Còn nếu cái tốt, cái lợi để dành cho mình, cái xấu, cái thiệt hại thì đưa cho người khác, đó là cách hành xử của kẻ phàm phu. Vì vậy, họ bị mọi người quán đối không dứt, thù hiềm bất tận, nhân cách của họ bị hư hỏng và bè bạn tránh xa. Người xưa nói: "Ở nhà vườn ăn cao sâu." Câu ấy có một nội dung hành xử rất đẹp và rất đạo lý. Vậy các con phải nhớ và thực tập mỗi ngày, để mỗi ngày các con lớn lên trong chất liệu trí tuệ và từ bi. Ba chú điệu đều chắp tay vâng lời và kính lễ, rồi lui ra trong niềm vui và sự hiểu biết mới. Lời nói có ý nghĩa. Ta mất tiền bạc hoặc danh vọng, có thể tìm kiếm và phục hồi lại được. Nhưng ta vụng dại để thời gian đi qua mà không có một hành động nào có ý nghĩa. Ngoại trừ cơm áo là ta bị đánh mất vĩnh viễn. Người ta có thể hiến tặng cho nhau tiền bạc, nhà cửa, đất đai, ngay cả quyền lực và tình cảm, nhưng không một ai có khả năng hiến tặng cho nhau thời gian. Vì vậy, ta phải biết những gì cần làm là làm ngay. Việc gì chẳng cần làm thì chẳng cần quan tâm. Vì sao? Vì mạng sống của ta trong từng hơi thở và hạnh phúc của ta là những lời nói và những hành động có ý nghĩa. Biệt. Xưa nước từ trên cao chảy xuống thấp, ngày nay và ngàn sau cũng vậy. Ngày nay với khoa kỹ thuật, con người có thể làm cho nước từ thấp chảy lên cao qua máy móc, nhưng máy hết móc thì nước từ cao vẫn đổ xuống lại chỗ thấp. Điều ấy chẳng có gì là cũ, chẳng có gì là mới. Mới hay cũ là tùy theo khả năng và trình độ nhận thức của ta đối với chân lý, chứ chân lý thì chẳng có gì mới, chẳng có gì cũ. Đối với những người đã thể nhập chân lý, họ thấy ngay trong cái cũ có cái mới và trong cái mới có cái cũ, nên cũ và mới chẳng tách rời nhau. Cũ là diệt, mới là sinh, hay cũ là sinh, mới là sinh, và vì do sinh diệt mà có cũ và mới. Nên ta ưa cái cũ thì cứ chơi với cái cũ, và ta ưa cái mới thì cứ chơi với cái mới. Mới và cũ mà ta đang đùa chơi đó chẳng khác nào hai mặt của một bàn tay. Cái cũ của cái này là cái mới của cái kia, và cái mới của cái kia là cái cũ của cái này. Nên những bậc có trí trong đời chẳng bận tâm gì đến cũ và mới, nhưng những kẻ vô tri trong đời thích ruồng bỏ cái cũ và chạy theo cái mới, sống rộn ràng với hư huyễn. Còn những kẻ ác trí thì ca ngợi cái mới để bịp lừa thiên hạ. Phật. Vì chúng sanh mà làm Phật nên các ngài được gọi là Thế Tôn, là bậc tôn kính của thế gian, là bậc tôn kính trong đời. Vì bản thân ta mà làm Phật thì không bao giờ trở thành Thế Tôn, mà là Thế Khinh. Thế Khinh là người bị thế gian khinh thường. Thế Tôn là hữu đức, Thế Khinh là vô đức. Thế Tôn là hữu trí,
thế khinh là vô trí. Thế Tôn vì đời sống tương ứng với tâm ly tham, ly sân, ly si, ly kiêu mạn, ly ngã chấp, ly pháp chấp, nên được thế gian tôn kính. Thế khinh là vì đời sống tương ứng với tâm tham, sân, si, kiêu mạn, ngã chấp, chấp pháp, cái gì cũng là ta và của ta, nên trở thành vô đức và vô trí, do đó bị thế gian khinh thường. Bởi vậy, chư Phật xuất hiện ở thế gian là vì hạnh phúc, an lạc của chư thiên và loài người, nên các ngài luôn được thế gian chắp tay kính lễ. Phật vì chúng sanh mà làm Phật, nên Phật ấy là của chúng sanh. Chúng sanh không phải vì Phật mà làm chúng sanh, mà vì lý do nghiệp lực. Vì vậy, chư Phật thương xót nên có mặt ở đời để làm nơi nương tựa cho tất cả. Vượt thoát não phiền. Phần nhiều trong tất cả chúng ta đều có căn bệnh là thương cái gì thì ta nâng niu, ca ngợi cái ấy, và ghét cái gì là ta tìm đủ mọi cách để chỉ trích và tiêu diệt cái ấy. Bởi vậy mà khổ đau phát sinh trong ta, hận thù, bất mãn hay nuối tiếc đều sinh khởi trong đời sống của ta, nên ta không có sự tự do. Ta sống như một người bị trói hay một người luôn luôn bị bốc lửa. Khoa học kỹ thuật dù tinh xảo và văn minh đến đâu cũng không thể thay thế cho ta để thương và ghét, và cũng không thể thay thế cho ta để cảm nhận hạnh phúc hay chịu đựng khổ đau. Hạnh phúc và khổ đau đều do tâm ta tạo thành và do tâm ta cảm thụ qua sự tiếp xúc và chiêm nghiệm của ta đối với đối tượng. Tiếp xúc với mọi đối tượng trong sự chiêm nghiệm và sâu lắng của tâm hồn giúp ta thấy rõ đối tượng một cách thực tế, từ bản chất đến hiện tượng, từ nội dung đến hình thức, từ tác dụng nhân duyên đến kết quả biểu hiện, để giúp ta thấy đâu là điều nên làm và đâu là điều không nên làm, đâu là điều nên nói và đâu là điều không nên nói, đâu là điều quan tâm và đâu là điều không đáng quan tâm, khiến cho ta có tự do giữa những cái thương và ghét, khiến cho căn bệnh thương ghét không còn chi phối được ta. Mặc dù đôi khi thân ta còn bệnh mà tâm ta thì đã vượt thoát khỏi phiền não. Ý thức cần được nuôi dưỡng. Ta phải có một ý hướng tốt đẹp trong sự tu tập, thì sự tu tập của ta mới có khả năng trở thành tốt đẹp. Ta không có một ý tưởng tốt đẹp trong sự tu tập, thì những sự tốt đẹp của thân và ngữ hay đời sống của ta không do đâu mà biểu hiện để trở thành hiện thực. Làm thế nào để ta có thể phát khởi một ý tưởng tốt đẹp? Ta chỉ có một ý tưởng tốt đẹp khi ta tu tập. Ta không nghĩ nhiều về bản thân ta, mà nghĩ đến những khổ đau và bất hạnh của nhiều người mà ta cần có sự tu tập để giúp đỡ họ. Nếu ý tưởng này phát khởi trong ta, thì đó là một ý tưởng tốt đẹp. Ta cần chăm sóc, nuôi dưỡng ý tưởng ấy và biến nó thành hiện thực trong đời sống của ta qua các biểu hiện của thân và ngữ giữa ta với mọi người và mọi loài. Ta cần có thầy, bạn, thiện hữu tri thức và môi trường thích hợp để nuôi dưỡng và phát triển ý thức ấy. Nếu ta có ý hướng tốt nhưng ta không có thầy, bạn và thiện hữu tri thức cũng như môi trường tốt, thì ý hướng tốt của ta sẽ bị o ép và triệt tiêu. Nên phước đức hay thiện duyên của ta không chỉ dừng lại ở nơi một ý tưởng tốt đẹp sinh khởi, mà còn là ở nơi môi trường để ý tưởng ấy tồn tại nữa. Bởi vậy, một vị có phước đức tu tập, họ không phải chỉ có chánh báo trang nghiêm mà còn có y báo trang nghiêm nữa. Nên ta nhìn vào chánh báo của một người là ta biết ngay y báo của họ, và ngược lại. Y báo và chánh báo phải cộng thông với nhau để giúp ta thành tựu tốt đẹp trên con đường tu tập và chuyển hóa. Đừng làm nghĩa vụ. Bạn đừng đi đến với người khác bằng nghĩa vụ, mà hãy bằng tất cả tấm lòng của bạn. Nếu bạn đi tới với người khác bằng nghĩa vụ, cảm giác khó chịu hay cảm giác dửng dưng sẽ có mặt trong bạn. Nhưng nếu bạn đi tới với người khác bằng tất cả tấm lòng, thì không những bạn có cảm giác an lạc mà còn làm sinh khởi những cảm giác tươi vui nơi những người bạn đến. Làm việc bằng nghĩa vụ, công việc của bạn trở nên khô khan. Nhưng nếu bạn làm việc bằng tất cả tấm lòng, thì công việc ấy trở nên tươi vui sinh động và có một ý nghĩa rất đẹp và hết sức thiết thực cho bạn. Tấm lòng của ta có mặt ở đâu thì việc làm của ta có ý nghĩa ở đó, và nghĩa vụ ở đâu thì sự miễn cưỡng có mặt ở đó.
mất hết linh hồn. Mặt trời biết chấp nhận sự xuất hiện ban ngày và từ chối sự xuất hiện ban đêm. Mặt trăng biết chấp nhận sự xuất hiện ban đêm và từ chối sự xuất hiện ban ngày. Vì biết sự chấp nhận và từ chối như vậy nên mặt trời và mặt trăng đã đem lại nhiều lợi ích cho muôn loài và cây cỏ. Biển cả biết chấp nhận mọi nguồn nước đổ về cho mình, nhưng lại biết từ chối tất cả rác rưởi và tử thi từ các nguồn nước ấy. Vì vậy, biển có khả năng gìn giữ sự trong sáng, có khả năng che chở hết thảy loài thủy tộc và đem lại lợi ích rất lớn cho thế giới con người. Quả đất biết chấp nhận hết thảy rác rưởi và tử thi, nhưng lại biết tiêu hóa những thứ ấy trở thành chất liệu màu mỡ để nuôi dưỡng thảo mộc sinh khởi hoa trái và hương thơm cho con người và muôn thú. Vậy ta là con người sống trong trời đất mà không biết chấp nhận và không biết cách từ chối, thì làm thế nào mà con người sống có hồn, có hạnh phúc và có ý nghĩa được? Các bậc thánh nhân biết chấp nhận cuộc đời để sống và thương yêu, để chiêm nghiệm và trau dồi phước đức, nhưng lại biết từ chối những hạnh phúc của thế gian đem lại. Bởi vậy, các ngài sống có chủ quyền, an đạt, thảnh thơi và sống có nhiều lợi ích cho cuộc đời. Trong đời sống hàng ngày, ta chỉ biết từ chối mà không biết chấp nhận, hoặc chỉ biết chấp nhận mà không biết từ chối. Chúng sẽ đưa ta đến bệnh hoạn, không phải chỉ là bệnh hoạn của bản thân, bệnh hoạn của tâm, mà còn đưa ta đến bệnh hoạn của tư duy, của nhận thức, ngôn ngữ và bệnh hoạn ngay trong mọi hành xử của bản thân ta nữa. Nên ta sống như một kẻ bị bụng phền hay như một kẻ bị ốm gầy xanh xao và mất hết tất cả linh hồn. Phiền não lắng yên. Khổ đau đối với chúng ta không phải từ hoàn cảnh và xã hội, mà từ những phiền não nơi tâm thức của chúng ta. Càng tham lam, ta lại càng bị lún chìm vào khổ đau. Càng sân hận thì khổ thọ trong ta càng tăng lên, và càng cố chấp thì cuộc sống của ta lại càng chật hẹp. Và lại càng ganh tị đối với người khác thì cuộc sống của ta lại càng trở nên nghèo nàn và cô độc. Tâm tham càng làm cho ta đau khổ bao nhiêu thì tâm xả càng làm cho ta hạnh phúc bấy nhiêu. Tâm sân làm cho ta khổ đau bao nhiêu thì tâm từ bi làm cho ta hạnh phúc bấy nhiêu. Tâm cố chấp làm cho đời sống của ta chật hẹp bao nhiêu thì tâm bao dung làm cho cuộc sống của ta rộng lớn bấy nhiêu. Tâm ganh tị và đố kỵ với người khác làm cho ta nghèo nàn và cô độc bao nhiêu thì tâm tùy hỷ lại làm cho ta giàu có và tươi vui bấy nhiêu. Như vậy, nguyên nhân khổ đau chính là do các phiền não trong tâm thức ta tác động lên hoàn cảnh của ta và tạo ra hoàn cảnh khổ đau cho ta. Nguyên nhân hạnh phúc của ta không đi từ những ân sủng được ban phát từ ngoại giới, mà đi từ chất liệu tốt đẹp, thánh thiện ở trong tâm thức ta. Bồ đề tâm là tâm thức tốt đẹp ở nơi mỗi chúng ta. Tâm thức ấy có nội dung của tuệ giác, của từ bi và của hỷ xả. Chính tâm thức ấy tác động lên mọi hoạt động của ta, tạo ra hoa trái và hoàn cảnh hạnh phúc cho ta. Ta không thể tránh khỏi những sầu muộn, khổ đau khi ta tràn đầy phiền não. Biết vậy, để ta không còn dông ruổi tìm cầu những hạnh phúc mơ hồ ở bên ngoài, hay đổ thừa những khổ đau của ta phát sinh từ xã hội, mà khổ đau hay an lạc đều phát khởi từ nơi tâm thức của chúng ta. Ta hãy trở về và chăm sóc tâm ta, khiến cho mọi phiền não trong ta lắng yên và bồ đề tâm trong ta hiện khởi. Hạnh phúc đối với ta không còn là mơ hồ, và khổ đau với ta không còn là ngoại cảnh. Giới hạn và triệt tiêu. Lòng tham của ta không có giới hạn thì oán thù, phiền muộn và khổ đau sẽ xảy ra trong đời sống của ta cũng không có giới hạn. Ta làm sao tránh được oán thù, phiền muộn khi trong ta có quá nhiều tham vọng? Tham vọng cho ta, tham vọng cho huyết thống của ta, tham vọng cho quê hương của ta, cho trường phái và tổ chức của ta,
tham vọng càng lớn thì phiền muộn, lo lắng, oán thù và khổ đau càng nhiều, và những thứ đó sẽ đến với ta từ nhiều phía. Tập sống sâu sắc và đơn giản, lại biết tiếp xúc và thưởng thức sự hiện hữu màu nhiệm của thiên nhiên, giúp ta hạn chế được lòng tham của ta, giúp ta thoát ra khỏi phiền muộn của cuộc sống, giảm bớt khổ đau và oán thù đến với ta. Hạnh phúc chỉ có mặt trong ta khi nào ta biết giới hạn lòng tham của ta và triệt tiêu nó bằng trí tuệ và từ bi. Hoa nở trong tương lai. Chúng ta không cần đi tìm quá khứ, mà hãy nhìn vào những gì chúng ta đang có trong hiện tại. Và không cần phải đi tìm kiếm tương lai, mà hãy nhìn vào những gì ta đang hành động trong hiện tại. Trong đời sống hiện tại của ta, chúng vừa có mặt trong quá khứ và tương lai của chúng ta. Hiện tại của ta là kết quả từ quá khứ và là tác nhân dẫn đến kết quả của ta trong tương lai. Do đó, ta phải biết tiếp xúc một cách sâu sắc với những gì mà ta đang có, dù là vừa ý hay không. Và ta phải hết sức cẩn trọng trong từng lời nói, hành động, nhất là trong từng ý niệm khởi lên của chúng ta. Ta không thể nào có một tương lai hạnh phúc nếu hiện tại ta chỉ khởi lên những ý niệm bất ổn, những tâm niệm bất toàn. Nên tâm tư ổn định là cần thiết cho một tương lai trong sáng của chúng ta. Bởi vậy, mỗi ngày ta phải có những thời điểm nhất định để thiền tập, khiến cho tương lai của ta được nở hoa từ những thời điểm thiền tập ấy. Chết là tiếp tục sống. Chết là một sự thật trong đời sống của chúng ta. Nhưng trong tất cả chúng ta, ít ai chấp nhận sự thật này. Vì không chấp nhận sự thật này, nên đời sống của ta thường sinh khởi những chất liệu lo lắng, sợ hãi và tránh né đối với nó. Một người sống quá lo lắng, người ấy không thể nào có một đời sống thảnh thơi. Một người quá sợ hãi thì không thể nào có những bước chân, lời nói và quyết định vững chãi. Và một người thường tránh né sự thật thì không đủ khả năng để đương đầu với những khó khăn của cuộc sống. Những khó khăn của cuộc sống không phải là thiếu hụt về kinh tế hay bị khống chế bởi các quyền tự do về chính trị, hoặc là bị khó khăn về những nhu cầu tình cảm, mà chính là chúng ta đang gặp những khó khăn của già, bệnh và chết. Những khó khăn về kinh tế, chính trị hay tình cảm có thể xảy ra cho người này mà không xảy ra cho người kia. Chúng có thể xảy ra ở nơi này, nhưng có thể không xảy ra ở nơi khác. Nhưng già, bệnh và chết là những khó khăn vừa là căn để, vừa là phổ quát trong tất cả mọi đời sống của chúng ta. Tu tập không phải là để tránh né những khó khăn trong đời sống của chúng ta do già, bệnh và chết đem lại, mà là để trực diện và làm bạn đối với chúng, nhằm khám phá ra rằng trong cái già có cái không già, trong cái bệnh có cái không bệnh và trong cái chết có cái không chết. Trong cái già của bản thân, ta có tâm không già. Trong cái bệnh của thân, ta có cái tâm không bệnh. Và trong cái chết của thân, ta có cái tâm không chết. Tâm là gốc của mọi sự sống. Khi sự sống hết duyên, thì sự sống trở lại với gốc của nó là tâm. Nếu tâm ta chứa đầy phiền não, thì sự sống của ta trở nên phức tạp, và tâm ta phiền não lắng yên, thì mọi việc đi qua đời ta dù nhỏ dù lớn, dù thuận lợi hay khó khăn, đều trở thành giản dị, sâu lắng và an bình. Nên già, bệnh và chết đối với ta không còn là những quan ngại. Chết là cơ hội để trở về với gốc rễ của cuộc sống và tiếp tục sống với những gì cao đẹp hơn mà trước đó ta đã từng nghĩ, nói và làm. Hành động của ta. Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có một mình ta tìm kiếm hạnh phúc, mà phải biết rằng tất cả mọi người và mọi loài cũng đang tìm kiếm hạnh phúc như ta. Vậy khi ta đi tìm kiếm hạnh phúc, ta đừng bao giờ gây đau khổ cho mọi người và mọi loài. Nếu hạnh phúc của ta được xây dựng trên những đau khổ của mọi người và mọi loài, thì hạnh phúc ấy chỉ là hư ảo,
là những trá hình của thù oán và khổ đau. Trong đời sống hàng ngày, nếu ta chưa có đủ điều kiện giúp cho mọi người, mọi loài thoát khổ, thì ít ra ta cũng phải cẩn trọng lời nói và hành động để không gây thiệt hại đến những người xung quanh chúng ta. Lời nói của ta không cẩn trọng thường đem đến những phiền muộn về khổ đau cho nhiều người, và hành động không thánh thiện dẫn sinh cho ta đời sống bất hạnh. Nên biết rằng ta đang hành động như thế nào thì ta đang là cái ấy. Không có một định nghĩa nào chính xác cho ta bằng chính hành động của ta. Chính hành động của ta khẳng định ta là hạnh phúc hay đau khổ. Tấm lòng không nhân ngã. Ta yêu chuộng sự sống một cách tha thiết, và ta sống hết lòng trong từng khoảnh khắc là do ta có ý thức rõ ràng về sự chết. Cái chết chắc chắn sẽ đến với chúng ta. Nó không phải đến với ta từ bên ngoài, mà ngay từ bên trong cuộc sống của chúng ta. Một ngày qua đi là một ngày đưa ta đến gần với cái chết. Cái chết đến với mọi người một cách bình đẳng. Không một ai trong chúng ta có thể tránh né hay hối lộ được với cái chết. Vậy ta phải làm quen với cái chết và xem cái chết như là một đối tượng hàng ngày của thiền quán. Càng thấy rõ sự chết bao nhiêu, ta lại càng nỗ lực sống thật có ý nghĩa bấy nhiêu. Càng thấy rõ sự chết bao nhiêu là ta lại càng cẩn trọng và không phung phí sự sống của ta bấy nhiêu. Sự sống của ta tuy nói trăm năm, nhưng thực chất chỉ hiện hữu trong từng hơi thở mà thôi. Biết vậy, để ta chỉ làm những gì cần làm, chỉ nói những gì cần nói, và quan tâm những gì cần quan tâm mà thôi. Nên ta hãy đi trong tỉnh thức, nói cười trong yên lặng, bàn tay không nắm bắt, tấm lòng không nhân ngã. Từ sai lầm đưa đến lận đận. Cái sai lầm lớn nhất của tất cả chúng là nghĩ rằng thân này là ta, là của ta. Nhưng thực chất nó chẳng phải là của ta chút nào. Ta không hề sai sử được nó, và nó cũng chưa bao giờ làm vừa ý ta. Nó chỉ sai sử ta phục vụ nó mà thôi. Nó buộc ta đi kiếm thức ăn cho nó ăn. Nó sai ta đi kiếm nước cho nó uống. Nó buộc ta đi làm nhà cho nó ở. Nó khiến ta đi treo mùng cho nó ngủ. Nó bắt ta mở TV cho nó xem. Mất cả cuộc đời ta chỉ phục vụ nó. Nhưng thực chất nó chẳng phải là ta và chẳng phải là của ta. Nó là một phần của tâm thức. Nên những yếu tố ấy chẳng có yếu tố nào là ta và là của ta cả. Thế mà ta đã nhận lầm nó là ta, là của ta, khiến cho ta lận đận. Từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, từ ngày này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác, ta lận đận là do ta đã nhận lầm thân này là tôi, là của tôi. Hạnh phúc và phước đức trong thiền quán. Ta có đôi mắt vô bệnh và không bị khuyết tật là ta đã có hạnh phúc và đã có nhiều may mắn. Ta đem đôi mắt ấy mà nhìn mọi hình sắc giữa cuộc đời với tâm không thành kiến, không ganh tị, không chiếm hữu, với tâm hiểu biết và thương yêu, với tâm hỷ xả, thì hạnh phúc của ta là không thể nghĩ bàn, và phước đức của ta sẽ tăng lên vô tận. Ta đem đôi mắt ấy để chia sẻ và cảm thông với những bất hạnh của những người mù, với những người mắt bị bệnh hoạn và khuyết tật, với những người tay chân đang bị cột trói, xiềng xích, đang bị tra tấn cực hình, với những người đang bị sa vào màn lưới tội lỗi hay đang bị rơi vào những hầm hố tà kiến. Ta đem đôi mắt ấy để chia sẻ và cảm thông đối với những chúng sanh đang tranh nhau để sống, đang giành giật nhau để tồn tại, mạnh được yếu thua mà những khổ đau và bất hạnh của họ chưa bao giờ có một cơ hội nào để dừng lại và chuyển hướng.
ta có đôi tay vô bệnh và không bị khuyết tật là ta đã có hạnh phúc và đã có quá nhiều may mắn ở trong đời. Ta đem đôi tay ấy mà nghe mọi âm thanh giữa cuộc đời, với tâm không thành kiến, không ganh tị, không chiếm hữu, nghe với tâm hiểu biết sâu, với tâm thương yêu rộng, với tâm bao dung và hỷ xả, thì hạnh phúc của ta là không thể nghĩ bàn, phước đức của ta sẽ làm vô tận. Ta đem đôi tay ấy để chia sẻ và cảm thông với những bất hạnh của những người bị điếc, với những người tai bị bệnh hoạn và khuyết tật, với những người bị âm thanh ngọng lụ, thô cứng, với những người có âm thanh độc ác, và những loài chúng sanh có những âm thanh không lành mạnh, với những âm thanh vang lên, kêu lên từ những tra tấn cực hình, từ những sợ hãi, lo lắng, thất vọng và khổ đau của tất cả muôn loài. Ta đem đôi tay ấy để nghe âm thanh màu nhiệm của gió, của nước, của lửa, của đất, của núi rừng, của biển cả, của trăng sao, của mây ngàn, của tâm thức, của vạn hữu sinh diệt vô thường, của âm thanh thanh tịnh từ các bậc chân nhân và âm thanh khi phát khởi đại nguyện của các bậc Bồ Tát. Ta có mũi vô bệnh và không bị khuyết tật là ta đã có hạnh phúc và đã có quá nhiều may mắn. Ta đem mũi ấy mà hít thở không khí của thiên nhiên đã ban tặng. Thở vào, ta biết ta đang thở vào. Thở ra, ta biết ta đang thở ra. Thở vào, ta biết ta đang đưa dưỡng khí đi vào trong thân thể ta. Thở ra, ta biết ta đang đưa những khí không lành mạnh đi ra khỏi thân thể ta. Ta thở vào và ra như vậy mỗi ngày, với ý thức toàn thân an tịnh là ta đưa thân đi về với tâm. Ta đưa tâm đi về với thân, thân và tâm có mặt trong nhau và nhất như cùng nhau trong đại định. Thở vào, ta tiếp xúc với sự trong sáng của thân tâm ta. Thở ra, ta đem sự trong sáng ấy hiến tặng cho cuộc đời. Thở vào, ta tiếp xúc và ngửi được hương vị của cuộc sống trong ta. Thở ra, ta tiếp xúc và ngửi được hương vị của cuộc sống ngoài ta. Ta đem cái mũi có khả năng thở và ngửi ấy mà thở những sanh khí của thiên nhiên và ngửi những hương thơm của cuộc sống, thì hạnh phúc của ta không thể nghĩ bàn và phước đức của ta không thể kể xiết. Ta đem cái mũi có khả năng thở và ngửi ấy để chia sẻ và cảm thông với những bất hạnh của những người mũi bị điếc, bị bệnh, bị khuyết tật, hay những người mũi đang bị thở những không khí ô nhiễm, bị độc hại, bị tanh nồng, bị xú quế, hay bị thở và ngửi những không khí không đầm ấm trong gia đình và bất an ngoài xã hội. Ta đem mũi ấy để thở và ngửi những hương vị màu nhiệm của gió, của nước, của lửa, của đất, của núi rừng, của biển cả, của trăng sao, của mây ngàn, của dòng sông xanh tĩnh lặng, của tâm thức bình an và hương thơm tỏa ra từ các bậc có giới đức, có thiền định sâu xa và có tuệ giác quán chiếu chính xác, rộng sâu và cùng khắp. Ta có cái lưỡi vô bệnh và không bị khuyết tật là ta đã có hạnh phúc và đã có quá nhiều may mắn. Ta đem lưỡi ấy mà tiếp nhận thức ăn độc hại và nói những lời không lành mạnh là thật uổng phí cho ta. Nên ta nguyện chỉ ăn những thức ăn lành mạnh, không gây thiệt hại cho ta và người, không gây ra những oán thù giữa ta và muôn vật. Ta nguyện chỉ nói những gì chân thật, lợi ích, không nói những lời nói có nội dung phù phiếm và bao qua, và nguyện không nói những lời nói gây ra oán thù giữa ta và người trong đời này và đời sau. Ta nguyện đem cái lưỡi có nhiều phước báo ấy mà nói những lời đúng sự thật, nói những lời không tranh cãi, nói những lời trước sau như một để hiến tặng cho đời. Ta có một thân thể vô bệnh với các quan năng nhận thức không bị khuyết tật là ta đã có quá nhiều hạnh phúc và may mắn. Ta đem thân ấy mà thực hành tình thương, tôn trọng và bảo vệ sự sống cho muôn loài. Ta đem thân ấy mà thực hành và bảo vệ công lý. Ta đem thân ấy mà sống nếp sống an hòa, lành mạnh để nuôi dưỡng khí tiết cho ta và để hiến tặng cho đời những gì tốt đẹp. Ta nguyện đem thân ấy mà cảm thông và chia sẻ đối với những ai có thân thể
đang đầy bệnh tật và nghiệp chướng, xin nguyện cho những người ấy có được thân thể kiện khương, thọ mạng lâu dài. Mỗi khi họ xả thân và thọ thân đều được tự tại như ý, và khiến cho bất cứ ai mỗi khi nhìn thấy sự xả thân và thọ thân của người ấy đều phát tâm tu tập, sinh khởi được chất liệu của trí tuệ và từ bi. Ta có tâm ý không bị điên đảo trong nhận thức, không bị tán loạn trong tư duy, không bị lãng quên trong nhớ nghĩ, và không bị sai lầm trong phán đoán, là ta có quá nhiều may mắn và hạnh phúc. Ta nguyện đem tâm ấy mà an trú vào thiền định, khiến cho các phiền não không còn chi phối, khiến cho các loại ái kiến và ái nghiệp không còn khởi sinh, khiến cho các ý niệm về ngã và ngã sở không thể phát khởi. Ta nguyện đem tâm ấy mà an trú vào nghĩa không của tất cả pháp, khiến cho tâm ý của ta không bị khuynh động bởi cái sinh và cái diệt, bởi cái có và cái không, bởi cái đến và cái đi, bởi cái tan và cái tụ, bởi cái đồng nhất và cái dị biệt của vạn hữu. Ta nguyện đem tâm bất động ấy mà hiến tặng cho đời và dựng xây quê hương tịnh độ bằng tất cả chất liệu của đại bi và đại trí. Với thiền quán, ta phải thấy thân và tâm ta như vậy, nguyện sống thật xứng đáng và thăng hoa đối với những gì ta đã có, để ở đâu và lúc nào ta cũng mỉm cười và thông dong với mọi sự sống.